Sư ông đón tiểu về chùa. Ngày bỏ nhà vào chùa, trên đường đón xe đò đi từ đường Cái Quan làng Long Hưng, tỉnh Quảng Trị và chùa Bá Quốc Quế, tôi có cảm tưởng như mình đang trở lại nhà sau nhiều năm lưu lạc. Làm thế nào để được về lại ngôi nhà tâm linh mà có thể là nhiều kiếp xa xưa mình đã từng trú ngụ? Tôi chỉ một lòng niệm danh hiệu Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm như một bé thơ tưởng nhớ tới mẹ và đi tìm mẹ. Trên đường đi từ nhà ra đường Cái Quan, ngang qua chiếc cầu tre lắc lẻo bị nước cuốn vì mưa bão, tôi đã bị nước mang đi và nhận chìm giữa cơn lũ tháng 10. Trong lúc bị tai nạn, lòng tôi rất bình tĩnh và miệng liên hồi niệm danh hiệu Mẹ Hiền Quán Thế Âm. Không biết tôi đã bị nước cuốn trôi bao lâu, nhưng lúc gần xế chiều, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm phơi nắng trên cồn cát trắng cận đường Cái Quan. Không bao lâu có chiếc xe đò dừng lại rước tôi vào chùa Bá Quốc Quế. Thay vì lấy tiền, ông tài xế đã cho tôi quá gian miễn phí. Hôm đó là một ngày trời mưa tầm tã trên phố Quế. Tôi lội giữa cơn mưa từ đường cái vào chùa ướt như con chuột lột. Vừa vào đến hiên chùa Bá Quốc, có chú Sa Chi Tâm Hòa là người cùng quê với tôi ở làng Long Hưng. Chú đưa tôi đến phòng sư ông Duyên Giác ra mắt. Sư ông là vị thầy trong chúng lớp lớn của chùa Bá Quốc. Bây giờ sư ông đi hành đạo, sáng lập và đang trụ trì ngôi chùa Giác Hải ở làng Xuân Tự, tỉnh Khánh Hòa, cách Nha Trang chừng 60 cây số. Vừa gặp sư ông là như một cái may, tôi quỳ mọp xuống đảnh lễ với tất cả nỗi vui mừng, sợ kính và xúc động khó tả. Sư ông không hỏi tôi tên là gì, con cái nhà ai, từ đâu tới, mà sư ông chỉ nhìn tôi với đôi mắt đầy thiện cảm và hoan hỷ, rồi chỉ hỏi tôi một câu ngắn gọn: con đi tu để làm gì? Tôi liền ứng khẩu trả lời một cách dứt khoát, không cho dự, không chậm trễ: thưa thầy, con đi tu để mai mốt làm giảng sư. Giảng sư tức là vị thầy tu chuyên trách diễn giảng đạo lý theo tinh thần lời Phật dạy cho nhiều người nghe để phát tâm tu học, chuyển hóa mê lầm và đau khổ. Sau khi nghe tôi trả lời, sư ông gật đầu mấy cái rồi dẫn tôi đi ra phía sau hàng hiên nhà bếp để cạo tóc. Tôi được sư ông chừa lại một cái giá, tức là chòm tóc nhỏ trên đầu. Nếp áo quần học trò màu xanh dương của tôi được sư ông cho thay đổi bộ quần áo nhạt màu nâu của chú tiểu ở chùa. Lần đầu bận bộ quần áo rộng thùng thình, nhưng tôi có cảm giác như mình vừa cởi bỏ một vật gì nặng nặng trong tâm và trên cuộc đời. Cũng từ đó sư ông đặt cho tôi pháp danh Nguyên Nguyện. Khuya hôm sau, mới 3 giờ sáng, hai thầy trò mang hành lý cuốc bộ ra nhà ga xe lửa, lên chuyến tàu sớm để vào Nha Trang, về chùa Giác Hải. Tôi đã về với căn nhà tâm linh, và tôi đã gắn bó với thầy tôi, với huynh đệ, với Phật tử mọi giới, với Phật Pháp suốt gần nửa thế kỷ qua. Đợi đến 3 năm sau hành điệu giáo dưỡng cách sống của một nhà tu bởi tình thương của sư ông, tôi được thọ 10 giới sa di và được sư ông cho phép đến Phật Học Viện Phổ Đà, Đà Nẵng theo đại chúng tu học cả hai chương trình Phật học và văn hóa phổ thông. Đó là vào năm 1958. Trong bữa tiệc tiễn chân tôi nhập viện tu học, sư ông tâm sự cho đại chúng nghe về sự tích đón tiểu về chùa. Chú nguyên nguyện đến chùa ta là do Bồ Tát Đức Quán Thế Âm mách bảo, thúc giục thầy ra chùa Bá Quốc ở Quế để đón chú bé về chùa tu học. Chúng ta tin tưởng, thầy trò chúng ta tin tưởng là tương lai chú bé này sẽ làm giảng sư, làm pháp sự nối trí thầy tổ, trao truyền chánh pháp đi khắp đó đây, mở mang đạo Phật và lợi ích quần chúng. Sau khi nhập thất 3 tháng, tụng trì và lễ bái 10 bộ kinh Pháp Hoa, 10 bộ kinh Hoa Nghiêm, 10 bộ kinh Bát Nhã và kinh Niết Bàn, thầy định quy ẩn 2 năm trên vùng núi Xuân Sơn để tịnh tâm. Nhưng một sáng trong cơn thiền định, thầy tiếp xúc với một ông lão tóc bạc như tiên, dắt trâu đi cày ruộng,
nói với thầy là: làm ruộng phải có người cày bừa giói, lúa mới tốt, thóc mới đầy bồ. Ông lão ấy dặn thầy là nên đi gấp ra chùa Bảo Quốc Quế đón chú nhỏ về nuôi. Chú nhỏ ấy có căn khí, tương lai cày bừa giói và có thể làm nên sự nghiệp trí tuệ của người xuất gia. Ông lão tự xưng là học trò của Đức Quán Thế Âm Nam Hải và nói là: ghé qua đây nhắn gửi thiền sư chỉ một việc, một việc rất quan hệ thầy tổ tông môn của thiền sư. Nguyện quy ẩn của thiền sư là tốt, song phải tìm học trò có tâm huyết để truyền trao yêu chỉ, nhằm xiển dương chánh pháp sau này là điều tốt hơn. Có một bé trai 14 tuổi sẽ đến chùa Bảo Quốc tại quê vào ngày, tháng, năm. Họ Nguyễn, tên là Đại Quang. Thiền sư hãy mau thân hành đến chùa Bảo Quốc để mang chú bé ấy về nuôi, chớ bỏ mất cơ hội. Kể đến đó, thầy tôi thong thả bước tới và ôm tôi vào lòng. Thầy tôi đã nghe theo lời chỉ bảo của ông lão trong cơn thiền định, nên sáng hôm sau thầy tôi mua vé xe lửa ra chùa Bảo Quốc ở Quế dẫn tôi về chùa nuôi. Sau 3 năm hầu sư ông, người cho tôi đi xa tiếp tục việc tu học với các tăng thân khác qua hệ thống đào tạo nhân tài của giáo hội, qua các Phật học viện trung phần. Trong buổi tiệc và sinh hoạt tiễn chân, sư ông có cho tôi bài kệ với tất cả tâm huyết của người. Chính nhờ bài kệ phú pháp của sư ông mà hạnh xuất gia và tâm bồ đề của tôi không thối chuyển. Bài kệ một câu 5 chữ gồm có 28 câu như sau: con nên hằng ghi nhớ lời của thầy nhắc khuyên, học Phật chuyển tập khí, ái dục và sân si, phát triển giới định tuệ, hạnh Quán Âm cứu khổ bởi năng lực từ bi. Con chăm lòng thường niệm, ngày đêm chớ lãng sao, thường niệm Đức Quán Âm như nhớ nghĩ mẹ hiền. Con thơ hằng nhớ mẹ, mẹ trăm phần nhớ con. Thầy trò mai xa cách, thân này dù mất còn không phải điều trọng yếu. Hãy giác ngộ chân tâm, tập sống cho thảnh thơi, hoài nghi hằng vững chãi, phước huệ ngày càng tăng. Khế hiệp đạo chân thường, giúp mình cùng người khác thành tựu quả vô sanh, thoát ly nẻo sinh tử. Tình huynh đệ gắn bó, nghĩa đồng môn chớ quên. Quê hương chờ con đó, đạo pháp hằng trông mong. Ông lão trong An Dưỡng Địa. An Dưỡng Địa là một khu nhà mồ ở Phú Lâm, gần bến xe đi về Lục Tỉnh. Trong khu An Dưỡng Địa có chùa Huệ Nghiêm, có tháp Phổ Đồng. Tiền thân của chùa Huệ Nghiêm là Viện Phật Học Phổ Thông, được thành lập đầu năm 1964, rồi chuyển qua Viện Cao Đẳng Phật Học Chuyên Khoa đầu năm 1971. Tôi và ba thầy Liêm Chính, Toàn Châu, Thiện Tường được Viện Trung Đẳng Chuyên Khoa Phật Học Liễu Quán ở Huế gửi vào đây học thêm 4 năm. Sau 3 năm tu học theo chương trình của viện, tôi đi thêm đoạn đường dài là đến tu học hoằng hóa tại Hoa Kỳ. Ở An Dưỡng Địa tiếng đồn là có nhiều ma, đêm đêm ra các nhà mồ ngồi ngắm trăng hay tham thiền một mình thì có thể gặp các cô gái tóc dài, đội nón lá xuất hiện, ngồi khóc nỉ non trên các nấm mồ. Vì sự đồn đại có vẻ dễ sợ này mà trên 40 thầy giảng sư của Viện Cao Đẳng thường cấm túc khi bóng đêm buông xuống. Riêng tôi thì rất lì, không hề sợ chuyện ma quái. Chuyện các cô gái bận áo trắng, xõa tóc dài, đội nón lá khóc nỉ non trên các nấm mộ là chuyện rất lôi cuốn cái tâm hiếu kỳ của tôi.
để coi việc ma là có thật hay hoang đường. Một hôm vào mùa đông tối trời, vào khoảng 11 giờ đêm, tôi bận áo ấm, đầu trùm mũ len, mình khoác áo mưa, trong từng bước một chậm rãi và thầm niệm bài thần chú Đại Bi, đi đến các nấm mồ ở An Dưỡng Địa để quan sát hư thật. Khi đến khu nhà mồ thì tinh thần tôi bị rối loạn, răng đánh bọt cạp, đôi chân bị cứng lại và không di chuyển được. Tôi có ý nghĩ là mình nên ngồi xuống với tư thế kiết già phu tọa bắt ấn hàng ma, nhưng không thể nào làm được. Con người tôi lúc bấy giờ như một cây khô trồng giữa các nhà mồ sang trọng và giữa các nấm mồ nghèo phủ đầy cỏ dại. Chuyện gì xảy ra? Trước mắt tôi không phải là các thiếu nữ bận áo trắng, phủ tóc dài và ngồi khóc nỉ non, mà trước mặt tôi là một đám trẻ con tàn tật, trần mình đang bò lết chung quanh các nấm mộ, các nhà mộ sang trọng để tìm kiếm thức ăn. Nào là trái cây, bánh chuối, xôi chè, và đôi khi có cả đầu heo quay, gà quay, vịt quay nữa. Các trẻ con ấy là những người chết không siêu quá nên làm thân cô hồn, là các vong linh không nơi nương tựa, đói khổ. Và chúng cứ đợi khi mặt trời lặn, bóng đêm xuống thì kéo nhau đi kiếm ăn từ nhà mồ cho tới nhà cầu, bếp núc, thùng rác, máng heo, có nhiều thức ăn dơ bẩn sót lại. Tôi nghĩ như vậy khi chứng kiến đám trẻ con mò mẫm tìm kiếm, tranh giành miếng ăn trên các nấm mộ và nhà mồ. Vì vậy mà tâm tôi bị xúc động và thân tôi hóa thành gỗ đá, đứng trơ trơ như trời trồng. Ngay lúc đó, dưới ánh trăng non vàng vặc, tôi thấy một ông lão đầu trắng xóa, râu dài, tay chống gậy, xăm xăm đi tới nơi các trẻ con, ra hiệu cho chúng ngồi xuống. Có khoảng mười mấy đứa con nít tàn tật đều răm rắp tuân theo lệnh của ông lão, ngồi xuống chung quanh các nấm mộ. Bây giờ ông lão lên tiếng dạy bảo chúng những lời rành mạch, đầy triều mến. Này các cháu, trước khi ăn thức ăn này, các cháu phải biết đọc lời cầu nguyện để bày tỏ lòng hiếu kính và biết ơn. Các cháu nên cùng nhau chắp tay đọc lời cầu nguyện với ta. Dạy xong, ông lão cất tiếng đọc và lũ con nít đọc theo. Kẻ chết oan không nơi nương tựa, quanh quẩn chung quanh các nấm mồ, lắng nghe câu niệm Phật siêu độ, Nam mô cứu khổ Quan Thế Âm, Nam mô A Di Đà kim sắc, Nam mô cứu khổ Quan Thế Âm, Nam mô A Di Đà kim sắc. Tiếng niệm đều đặn liên tục trầm hùng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, danh hiệu Đức Phật A Di Đà đầy màu nhiệm dưới ánh trăng. Nghe tiếng cầu nguyện của ông lão và các em bé khiến tôi ấm lòng, trầm tĩnh, và buộc miệng tôi cũng niệm theo câu niệm Phật rất chí thành. Bỗng một cơn gió mạnh thổi ngang qua với từng tiếng rít dài, toàn thân tôi nghe lạnh lạnh, rồi phút chốc các hình ảnh trước mắt tôi tan biến. Tôi bàng hoàng và cảm được sự có mặt của sự sống trong cõi vô hình. Cũng từ đó hàng đêm tôi thường đến các nấm mồ để nói pháp cho các vong thức âm linh cô hồn nghe. Có khi kiếm được tiền, tôi đã mua rất nhiều thức ăn, trái cây, bắp nổ, bông hoa và các loại kẹo bánh đem ban phát cho các cháu qua đời chưa siêu, còn giảng lai đêm đêm trên các nhà mồ nơi khu An Dưỡng Địa. Trước khi đi Mỹ, tôi có ra nhà mồ An Dưỡng Địa để nói pháp và bố thí thức ăn cho các âm linh cô hồn lần cuối. Trong mắt tôi chẳng thấy bóng dáng ông lão và các cháu nhỏ tàn tật nào cả, nghĩa là tôi chỉ thấy một lần đêm đó mà thôi. Tôi ước ao được gặp họ lần này để từ giã, vì ngày mai khoảng 25 tiếng đồng hồ máy bay cất cánh là tôi có mặt tại Hoa Kỳ, không còn trên quê hương và không có cơ hội sinh hoạt đời sống tâm linh với những người quá cố tại An Dưỡng Địa nữa. Tôi ước và ngồi niệm Phật chờ đợi, chờ đến một giờ khuya mà chẳng thấy bóng dáng em thơ nào cả. Tôi nghĩ là tất cả các cháu đã được đi đầu thai và siêu hóa. Trên đường từ khu nhà mồ trở về phòng, tôi đã gặp ông lão.
Ông bảo là ông gặp tôi lần này là để chúc tôi lên đường đi Mỹ. Ông xác chứng là các cháu nhỏ và nhiều âm linh cô hồn đã nhờ nghe giáo pháp của tôi vài lần mà tỉnh ngộ và được giảng sanh về cõi Tây Phương. Trước khi ẩn hình, ông lão có dặn dò tôi mấy điều. Ngày mai đi xa là tốt, quyết đi ngay chớ đợi chờ. Năm 42 tuổi lên núi, ngược bên thuyền qua đến bờ. Tôi vừa nhẩm đọc lại bốn câu trên hai lần để nhớ. Ông lão trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Nhớ mang diệu ngữ trao truyền, nhớ nuôi nhân sự nối liền tông môn. Nhớ thắp đèn buổi hoàng hôn, nhớ xây tu viện bảo tồn chánh nhân. Tôi định hỏi vài điều về tương lai, nhưng ông lão biến mất. Cho đến bây giờ tôi vẫn hình dung một cách rõ ràng hình ảnh ông lão và lời dặn dò tâm huyết dẫn đạo cho công phu tu tập hoằng hóa của tôi trên xứ người. Với tôi, ông lão chắc chắn là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đúng như lời ông lão nói, năm 42 tuổi là năm 1983, tôi có cơ duyên lên núi Madonna khẩn đất lập tu viện Kim Sơn. Cái tượng ngọc Quán Thế Âm. Tôi qua Mỹ là do Viện Đạo Đông Phương và Thiền Sư Thiên Ân bảo trợ. Sự giới thiệu về cách làm thủ tục hồ sơ là nhờ một người bạn cùng tu đưa đường chỉ lối. Đó là thầy Khế Bổn, học trò đắc pháp với sư ông Mật Nguyện ở Huế. Thầy Khế Bổn qua Mỹ trước tôi 2 năm. Sau khi đổi văn bằng tiến sĩ chính trị học, Khế Bổn hóa thân làm cư sĩ, có biệt hiệu là Hồng Quang. Chú sáng lập nhóm Giao Điểm. Giao Điểm là cơ cấu phát xuất từ Tâm Hạnh Bồ Tát Đạo của một số anh em cư sĩ trí thức Phật giáo dấn thân. Mặc dù tôi chưa hề có một lời tán trợ, song tôi rất vui và hãnh diện về một số việc làm có lợi ích cho quê hương đạo pháp của Giao Điểm. Trước khi Giao Điểm ra đời, tôi có nói với Hồng Quang: mỗi người nên lập mỗi hạnh khác nhau trong sứ mạng phục vụ và hoằng pháp. Vì vậy, việc làm của tôi và Hồng Quang có khác trên hình thức, song mục đích chỉ có một: giáo dục tuổi trẻ, lợi ích cho quê hương dân tộc và hóa giải đau khổ, hận thù. Trước vài tuần đến Mỹ, Hồng Quang có viết thư cấp tốc cho tôi mấy chữ: Thầy Tịnh Từ ơi, đến Mỹ nên có quà biếu Thượng Tọa Thích Thiên Ân. Nếu được, Thầy Tịnh Từ đặt một tượng Đức Quán Thế Âm bằng ngọc thạch có giá trị. Mình nên cư xử cho đẹp và có hậu với Thượng Tọa Viện Trưởng, để mai mốt mình có thể nhờ Viện Đạo Đông Phương bảo trợ thêm quý thầy bên nhà qua Mỹ tu học hoằng pháp. Gớm, tu mà cũng phải hối lộ. Trong thơ, Hồng Quang cũng giới thiệu cho tôi một cô có tên là Loan, bán vé máy bay ở Korean Airlines với giá rẻ bằng cách mua vé một chiều, có đi mà không hẹn ngày về. Nghĩa là khi làm thủ tục xuất cảnh ở Bộ Nội vụ và Tòa lãnh sự Mỹ, cô Loan có cho tôi mượn một vé máy bay khứ hồi tạm để trình và có bằng cớ là sau 2 năm tôi sẽ trở về. Nhờ vậy, thay vì mua vé khứ hồi đi Mỹ với giá 700 Mỹ Kim, thì tôi chỉ mua nửa vé, giá chỉ có 400 Mỹ Kim mà thôi. Như vậy, tôi còn dư 300 Mỹ Kim để đặt một tượng Quán Thế Âm làm quà ra mắt. Với giá 300 Mỹ Kim thật khó mà mua được một tượng Quán Thế Âm bằng ngọc có giá trị. Tôi nhờ một vài người quen đi khảo giá vài nơi. Chủ tiệm đòi giá thấp nhất là từ 500 đến 1.000 Mỹ Kim mới là ngọc thứ thiệt. Ngày đi Mỹ sắp cận kề rồi, tiền đào đâu cho đủ để mua tượng Quán Thế Âm bằng ngọc đây? Câu hỏi cứ ám ảnh tôi nhiều ngày và ngay trong giấc ngủ. Suốt 4 tháng trước khi đi Mỹ, cả ba huynh đệ chúng tôi là thầy Liêm Chính, thầy Thiện Tường và tôi
lang thang nhiều ngày đến một số các chùa và các nhà Phật tử quen thân ở Sài Gòn, ở lục tỉnh để xin tiền mua vé máy bay cho tôi đi Mỹ. Tiền Việt Nam kiếm gần được 2-3 bố, tôi cứ ngỡ là quá nhiều. Nhưng sau khi đem đếm ra và ra nhà băng đổi tiền đô thì không đủ để mua một cái vé máy bay khứ hồi, nói chi là mang theo trên đường xuất ngoại. Bây giờ lại phải mua thêm cái tượng Quán Âm bằng ngọc nữa, tính sao đây? Tôi thiệt bối rối, song chuyện này tôi giấu kín và chẳng dám tâm sự cùng ai. Cùng đường tôi định gọi cho Hồng Quang từ bên Mỹ để bàn lại chuyện mua quà. Trong khi đang suy nghĩ và do dự, tôi sực nhớ đến việc trì tụng chú Đại Bi để nhờ cậy Đức Quán Thế Âm giải quyết chuyện này. Sau 3 đêm khai kinh tụng mỗi lần 21 biến chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn Phẩm 25 trong bộ kinh Pháp Hoa, tôi nhận được cảm nghiệm và sự linh ứng ngay sau đó. Có một bà Phật tử ở Sài Gòn vốn không hề quen biết tôi, có pháp danh là Nguyên Đức, thường đến chùa Quan Âm ở Phú Nhuận Gia Định để tụng kinh Pháp Hoa suốt nhiều năm nay. Phật tử Nguyên Đức với người con trai đi bằng xe Honda đến viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm tìm tôi vào lúc khoảng 7 giờ sáng. Bà tỏ ý muốn tặng cho tôi một tượng Phật Quán Thế Âm bằng ngọc bích trị giá trên cả 1000 Mỹ Kim. Tôi quá đỗi ngạc nhiên và hỏi rõ lý do. Bà kể rằng tối hôm qua sau thời tụng kinh niệm Phật và lạy Phật thường lệ là con đi ngủ, lúc đó khoảng 12 giờ khuya. Trong giấc ngủ rất nhẹ nhàng và tỉnh trí, con thấy mình đi lên một ngọn núi cao để chiêm bái thánh tượng Đức Quán Thế Âm Lộ Thiên rất đẹp, và có rất nhiều người cùng đi chiêm bái. Sau khi chiêm bái, con thấy có trên vài trăm vị thầy tu bận áo vàng đi nhiễu quanh núi với tướng mạo oai nghi rất trang nghiêm. Trong đó có một vị thầy rất trẻ, mặc tái xoan tợ con gái, tay cầm bình nước cam lồ, miệng cười tợ hoa, phân phối nước suối cho bà con đi chiêm bái giải khát. Khi đến được con, vị thầy ấy không cho nước mà lấy trong túi một tượng Quán Âm bằng ngọc trao cho con và dặn: nhờ bà tảng sáng ngày mai đem tượng ngọc này đến chùa Huệ Nghiêm ở Phú Lâm tìm gặp thầy Tịnh Từ và trao tận tay thầy ấy. Khi tỉnh dậy thì con thấy tượng Phật Quán Âm mà con vừa thỉnh trưa hôm qua ở một tiệm vàng tại khu Chợ Lớn được Hòa Thượng Thích Trí Thủ ở chùa Quảng Hương Già Nam chú nguyện, và con đã đeo trong cổ. Bây giờ khi không, nó nằm trên tay con cả tượng lẫn dây chuyền. Vì vậy mà con nghĩ là điềm mộng tốt do Đức Bồ Tát Quán Thế Âm chỉ điểm, nên sáng nay con liền nhờ đứa con trai của con chở con đến đây tìm thầy Tịnh Từ và dâng cúng tượng này lên thầy để thầy tùy nghi dùng đến. Sau khi nghe Phật tử Nguyên Đức kể rành rẽ từng câu, tôi bèn đem sự tình đi Mỹ nói cho bà nghe, và tôi cũng nói luôn về việc đang vận động tài chánh để thỉnh một tượng Quán Âm làm quà cho vị ân nhân bên Mỹ. Vì vậy Phật tử Nguyên Đức càng tin tưởng sự gửi gắm của Bồ Tát Quán Thế Âm trong việc hộ trì cho tôi đi Mỹ. Thế là tôi mang ơn thêm một ân nhân nữa trước khi tôi rời Việt Nam du hóa Mỹ quốc. Gia đình Phật tử Nguyên Đức có mời tôi đến nhà ăn bữa cơm tiễn dân. Chồng Phật tử Nguyên Đức là đạo hữu Minh Nhân, đã qua đời trước năm 1992. Tôi có gửi thư và quà về Phúng Điếu. 7 đứa con, 4 trai và 3 gái của gia đình Phật tử Nguyên Đức đang sinh sống tại Hoa Kỳ, Úc Châu và Gia Nã Đại. Tôi có viết 12 câu thơ tặng gia đình đạo hữu Nguyên Đức như sau: trì chú Đại Bi pháp nhiệm màu, pháp hoa kinh tụng nghĩa thâm sâu, tha thiết khấn cầu liền cảm ứng, trong cơn nghèo khó đặng Ngọc Châu. Dù ở quê nhà sống tha phương, nhờ Đức Quán Âm chỉ dẫn đường, hải đảo tự thân về nương náu, lời Phật tổ dạy nguyện hoằng dương. Nhớ ơn gia chủ tặng Ngọc Linh, kính cẩn tri ân tỏ đạo tình, hồi hướng công đức về tất cả, đời đời chứng đạt quả vô sinh. Mà
mạn đàm với ông phó tòa lãnh sự Mỹ, nhờ uy ông Trần Đại Khâm, thẩm phán liên trưởng em ruột của thầy tôi can thiệp, nên ông giám đốc và Bộ Nội vụ Quốc gia mới chịu cấp giấy thông hành cho tôi đi Mỹ. Sau khi có passport của Bộ Nội vụ rồi, các sinh viên xuất ngoại phải trực tiếp đến tòa lãnh sự Mỹ để phỏng vấn và xin cấp visa vào nước Mỹ. Tôi không tránh khỏi thông lệ. Trước mấy hôm đến tòa lãnh sự Mỹ, tôi phải chạy đôn chạy đáo tìm các thầy giỏi tiếng Mỹ nhờ cậy làm người thông dịch, nhưng chẳng được vị nào hoan hỷ nhận lời. Thầy Minh Đạt là người nói và nghe tiếng Mỹ khá nhất trong số quý thầy ở viện Cao đẳng Phật học Huệ Nghiêm. Tôi tha thiết mời thầy đi theo vào tòa lãnh sự Mỹ để đỡ đòn khi bị phỏng vấn, vì tiếng Mỹ của tôi chỉ học trong các sách An Văn tự học và các cuốn từ điển của Đào Duy Anh, Trần Văn Điền. Thầy Minh Đạt một mực từ chối và bảo tôi rằng vốn liếng tiếng Mỹ của tôi cũng chẳng khá hơn thầy bao nhiêu, làm sao tôi đủ từ ngữ và nghe hiểu để đàm thoại với người Mỹ chính gốc ở trong tòa lãnh sự được. Tôi cũng có hỏi một số bạn bè và các sinh viên đã từng xuất ngoại du học bên Mỹ, thì được biết khi vào tòa lãnh sự Mỹ phỏng vấn để du học Hoa Kỳ, bắt buộc sinh viên phải có căn bản tiếng Mỹ và trực tiếp trả lời với người phỏng vấn trong tòa lãnh sự, chứ không được mang theo người thông dịch. Khi rõ chuyện này, đầu tôi nóng lên như một cơn sốt. Có lúc nhiệt độ bỗng tuột xuống làm tôi cảm thấy rét buốt và lạnh như băng giá. Vì lý do là tôi biết rất rõ về khả năng nói nghe tiếng Mỹ của tôi. Tiếng Mỹ của tôi lúc bấy giờ chỉ có thể sử dụng được cho người Việt không bao giờ học tiếng Mỹ mà thôi. Thế mà hồi Tết Mậu Thân tôi đã từng gồng mình làm thông dịch viên cho Quý Ôn khi lính Mỹ tràn vào thành phố Huế quần hùng với lính Bắc Việt. Để tâm tư được yên ổn, tinh thần bớt căng thẳng và để sẵn sàng tiếp tục cuộc phỏng vấn ở tòa lãnh sự ngoại quốc, tôi chỉ biết niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát một cách chân thành và thiết tha. Thật tội cho Đức Quán Âm lúc nào cần mới kêu cầu và lúc nào mẹ cũng phải lo cứu khổ chúng sanh và nâng đỡ những đứa con dại. Tôi biết rất rõ là tôi không có đủ thời gian để học Anh Văn cấp tốc cho buổi phỏng vấn cận kề này nữa. Bằng sự tin cậy nơi lòng thương và năng lực hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm mà sáng ngày mai tôi bước chân vào tòa lãnh sự Hoa Kỳ. Tôi tỏ ra rất tự tin, điềm đạm và vui vẻ khác thường, vì tôi nghĩ Bồ Tát sẽ cứu độ và thông dịch Anh ngữ cho tôi trong lúc này. Hôm ấy, ông phó giám đốc tòa lãnh sự Mỹ gốc người Nhật tiếp tôi rất nồng hậu ở phòng khách của ông. Sau khi đứng dậy chắp tay búp sen chào tôi, ông mời tôi ngồi xuống dùng bách bích quy và uống nước ngọt. Ông chúc lành tôi sang Mỹ du học, rồi ông hỏi tôi về ý nghĩa và phương pháp tu thiền của đạo Phật. Ông nói chuyện với tôi rất lễ giáo như một Phật tử thuần thục. Trong giây phút đó tôi cảm thấy trong tôi như đã từng sinh ra và lớn lên ở Mỹ. Một cảm giác thật lạ lùng. Tôi cảm thấy tôi đang như một người Mỹ thật sự, vì tôi nghe hiểu và nói tiếng Mỹ rất lưu loát, thông lợi, rành rẽ từng chữ từng câu như người bản xứ. Tôi đã nói về ý nghĩa, lợi ích và cách tu tập thiền quán cho ông phó giám đốc lãnh sự nghe một cách rất là rành rọt, thực tế và khá thú vị. Tôi đã đề cập đến nguồn thiền từ Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản, rồi các thiền phái Việt Nam. Tôi đã nói tới phương pháp thiền và tịnh độ phối hợp để trở thành nguyên tắc tu chứng trong truyền thống Phật giáo Việt Nam hiện nay. Tôi đề cập đến đạo thiền đang được du nhập tại Hoa Kỳ và ở các nước Tây Phương. Tôi cũng đã nêu lên 12 việc nên biết tới và thực tập cho những ai muốn hướng lòng tu theo phương pháp thiền định trong đạo Phật như sau: tin tưởng vào khả năng giác ngộ của mình, làm chủ được thân tâm và tự quyết định vận mệnh của chính mình, không nô lệ một đấng quyền uy, không khuất phục bạo lực mê lầm và tà kiến, ý thức rằng con người, vũ trụ và vạn hữu có mặt từ các yếu tố nhân duyên sinh, không có một bản ngã và cá thể biệt lập, không có một đấng tối cao chi phối. Con người được hạnh phúc hay đau khổ, tiến hóa hay thụt lùi, sanh vào cõi cao hay thấp, giàu sang hay nghèo hèn, thân tướng đẹp hay xấu, đều là phản ảnh trung thực của nghiệp nhân và nghiệp quả. Làm lành được thiện báo, làm ác bị ác báo. Đó là định luật trung thực xưa nay. Đức Phật Thích Ca là vị thầy chứng nghiệm chân lý và giới thiệu phương pháp phát triển trí tuệ, nuôi dưỡng bản chất yêu thương rộng lớn. Tin Đức Phật như một người dẫn đường rành rẽ, đưa tới đích hạnh phúc, đoạn trừ mê lầm và nguyên nhân của mọi đau khổ.
Giáo pháp và tăng đoàn là điều kiện tốt để thể hiện nhiệm vụ khai mở tâm trí, dạy con người bỏ ác làm lành, hoàn thành nhân cách toàn thiện. Phương pháp thiền định, những giới răng là nguyên tắc trau dồi khả năng hiểu biết chân chánh, đạt tới trí tuệ rốt ráo. Có trí tuệ rốt ráo rồi thì con người có tự chủ, có tự do và được giải thoát đau khổ, không bị nghiệp xấu sai sử xa lìa sinh tử. Từ bỏ tâm sát hại và thù hận, nuôi dưỡng lòng từ bi và hết lòng bảo hộ mạng sống người, sinh vật và cỏ cây. Từ bỏ hành động tham lam trộm cướp, phát tâm làm phước, giúp đỡ tinh thần đến vật chất cho những kẻ đau khổ, nghèo khó. Từ bỏ hành động tà dục, ngoại tình, chung thủy và giữ tiết hạnh đạo vợ chồng để tạo dựng hạnh phúc cho gia đình và kẻ khác. Từ bỏ lòng gian dối, lừa đảo, lường gạt, xảo trá, chia rẽ, mạ lị, mắng chửi, bêu xấu người, nói năng khiêm hạ, ái ngữ, chân thật, yêu thương, mang phẩm chất xây dựng, hòa giải và kết hợp. Từ bỏ việc sử dụng rượu mạnh, ma túy, nha phiến, bài bạc và các trò giải trí thiếu lành mạnh như phim ảnh, bạo động, khiêu dâm. Lúc nào, ở đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng hằng suy nghĩ, nói năng hành động bằng chánh nghiệp, đem đến lợi ích và làm gương sáng cho mọi người, cho các thế hệ tương lai. Sau bài giảng thuyết của tôi, ông Phó Giám đốc Tòa lãnh sự Mỹ tỏ ra rất cảm tình đặc biệt đối với tôi và đạo thiền. Ông liền gọi cô thư ký của ông vào phòng cùng trò chuyện một lúc, rồi ông bảo cô làm thủ tục cấp visa cho tôi một cách nhanh chóng. Sau khi cầm thẻ visa trong tay, bước chân ra khỏi Tòa lãnh sự Mỹ, thì khả năng nghe và nói tiếng Mỹ của tôi như đã biến mất. 2 tuần lễ về miền Trung thăm trước khi đi Mỹ, tôi tìm đến một vài người Mỹ ở câu lạc bộ sĩ quan quân đội tại bến Bạch Đằng, Đà Nẵng để trắc nghiệm tiếng Mỹ của mình, thì tôi mới biết là tiếng Mỹ của mình rất tệ, không đủ khả năng để nói Pháp cho ông Phó Giám đốc Tòa lãnh sự Mỹ nghe trong buổi phỏng vấn làm visa. Thế mà tôi đã làm được ngay trong thời điểm đó. Ai giúp tôi? Ai hộ trì tôi nói tiếng Mỹ rất trôi chảy, lưu loát và sâu sắc trong lúc vào Tòa lãnh sự Mỹ? Phải chăng nhờ Đức Phật Bà, tầm thanh cứu khổ dị tha độ đời, thế gian nỗi khổ đầy vơi, nếu ai tin niệm sáng ngời tâm tư, hữu cầu tất ứng bây trừ, và mai đây nữa tiêu trừ tội căn, dặn lòng sống được bao lâu, học thương học hiểu tinh sâu phép màu, bao giờ còn nhớ niệm câu Quán Âm Bồ Tát biển sầu nhẹ vơi, bao giờ sóng dậy ngàn khơi, Quán Âm có mặt dưới trời trầm luân. Sợi nắng. Bé thơ sợi nắng bên đường, ô kìa đâu cũng nụ thương nở đầy. Em thức giấc ngủ nghìn say, anh thức giữa cõi lưu đày nhân gian. Ngồi trên đỉnh lặng cao sang, nghe tàu lá thở bên ngàn mây bay. Hạt sương gối ngọn cỏ mây, quá thân đi khắp tháng ngày thong dung. Lang thang con nước vô cùng, đôi khi như đã ngồi chung mắt hiền. Không gian lồng lộng thanh yên, suối mơ róc rách non tiên hoa cười. Ngõ về trăng sáng 30, đời vui có được bao người thảnh thơi. Sơ tâm thuở ấy rạng ngời, chân không bủa khắp với trời trầm luân. Mai vàng sợi nắng mùa xuân, ngàn xanh chuyển hóa tâm xuân diệu kỳ. Một đời để lại đôi khi, bé thơ sợi nắng xuân thì còn nguyên. Sơn cư. Đức trọng thoát tai ương. Năm Tết Mậu Thân, chúng tôi đang học khóa chuyên khoa Phật học Liễu Quán 4 năm tại chùa Linh Quang, Huế. Trong biến cố Mậu Thân tại Huế có trên 30 thầy trong lớp học cùng quý ôn mật nguyện
và Ôn Thiện Siêu di tản vào chùa Trúc Lâm tá túc. Nhằm tránh đạn và bom của hai phía, chúng tôi ngày đêm ráo riết đào hầm trú ẩn, mong tránh hiểm nghèo. Khi chúng tôi đào hoàn tất một cái hầm sâu và lớn, mặt hầm gài tre và lấp đất rất dày, rất kiên cố. Tất cả chúng tôi đều xuống hầm ở ban ngày lẫn ban đêm. Thấy chỗ tạm trú bình yên, chúng tôi cử vài thầy lớn vào chùa Tây Thiên và chùa Thuyền Tôn, rước hai đại lão hòa thượng Tây Thiên và Thuyền Tôn đến chùa Trúc Lâm để được an cư trong hầm trú ẩn. Thế là hầu như quý ôn quý thầy giáo thọ và chư tăng của khóa học Liễu Quán đều câu hội nơi đây đầy đủ để cùng sống hoặc cùng chết trong biến cố mậu thân. Tình hình chiến sự những ngày kế tiếp kéo dài gần cả tháng và xảy ra toàn bộ tỉnh Thừa Thiên, mỗi ngày mỗi thêm căng thẳng. Nhiều sư đoàn dù thủy quân lục chiến diệt Mỹ đổ bộ chiếm các vùng đất thần kinh. Toàn khu viên chùa Trúc Lâm và chùa Hồng Ân có hơn 100 lính Mỹ da màu bao vây. Họ tràn vào chùa và ném hai trái lựu đạn trái khế xuống hầm thầy trò chúng tôi đang trú ẩn. Lúc đó tôi ngồi sát cửa hầm, nghe tiếng trái đạn lăn xuống, tôi ngỡ là cục đá nên nhanh tay lượm và ném lên miệng hầm. Ngay đó một tiếng nổ ầm xé rách mang tai và không gian tĩnh lặng. Khói lên mù mịt, miếng đạn bay chém vào các cây xung quanh miệng hầm đổ gãy, tan tác. Kể đến lính Mỹ ném một quả thứ hai xuống hầm nữa, tôi cũng nhanh tay ném lên miệng hầm và lại một tiếng nổ dữ dội. Sau đó nghe tiếng lính Mỹ la lớn, "VC, come up! VC, come up! If tonight I kill you!" Biết không yên, tôi dặn quý thầy nằm yên dưới hầm. Và ngay lúc đó tôi phóng lên miệng hầm, đưa hai tay lên cao khỏi đầu, miệng tôi la lớn bằng tiếng Mỹ, "I am not VC! I am not VC! Do you know? There are many Buddhist monks underground. We are Buddhist monks." Nhìn kỹ tôi thấy toàn là lính Mỹ da đen và có hàng 5-7 nòng súng lớn chĩa vào tôi trong tư thế bấm cò. Trong lúc đó tâm tôi rất bình tĩnh và thầm niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi nói trong ý thức, "Phật bà ơi, tới nhanh đi cứu quý ôn quý thầy, nếu trễ thì chúng con chết cả đám. Mau đi Phật Quán Âm ơi, Bồ Tát Quán Thế Âm ơi." Ngay lúc đó tiếng quý ôn quý thầy niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát vang lên mỗi lúc càng lớn và càng có một sức hút của phép lạ. Tôi gọi lớn, "Con xin mời quý ôn quý thầy lên, đi lên để quân đội Mỹ khám xét." Một vị, hai vị, ba vị, rồi bốn vị, rồi năm vị, và từ từ mọi người lên khỏi miệng hầm với con số là 39 vị cả thảy. Trong số đó có hai đại lão hòa thượng Thuyền Tôn Tây Thiên, Ôn Mật Hiển, Ôn Mật Nguyên và Ôn Thiện Siêu. Sau khi chúng tôi trình diện đông đủ, một ông sĩ quan chỉ huy lính Mỹ ra lệnh tất cả chúng tôi cởi trần cả áo lẫn quần cho họ xét. Riêng Ôn Trúc Lâm thì luôn miệng ra lệnh cho tôi thông dịch từ tiếng Việt ra tiếng Mỹ khi Ôn phát biểu trước mấy trăm lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Vì Ôn nghe tôi nói được tiếng Mỹ, Ôn tưởng tôi là thứ thiệt về sinh ngữ. Ai dè tôi học tiếng Mỹ trong sách tự học, trong từ điển Việt Anh. Vì vậy tôi có nói được tiếng Mỹ là để nói cho tôi và nói cho những người không học tiếng Mỹ nghe thôi. Nghe Ôn dạy dịch, tôi toát cả mồ hôi hột, tim đập lên loạn xà ngầu. Tuy vậy tôi vẫn dịch càng lời Ôn ra tiếng Mỹ tho. Tôi chỉ sử dụng được một số câu và từ tiếng Mỹ rất nghèo nàn, giới hạn. Vì vậy lâu lâu tôi phải chen thêm chữ OK cho nó dần điệu trong câu thông dịch. Ví dụ như "We like you very much. You should be nice with you. Okay. We don't do anything wrong. We don't hurt anybody. May you help us to go to the safe place. Okay." Thế nên Ôn Trúc Lâm hỏi tôi, "Tại sao trong tiếng Mỹ có nhiều OK như vậy?" Tôi túng thế trả lời đại, "OK là câu nhắc nhở mọi chuyện sẽ được tốt đẹp, an toàn trong văn ngữ phổ thông của tiếng Mỹ." Ôn lấy làm vui và gật đầu về lối giải thích bậy bạ của tôi. Phải chăng quý ôn quý thầy không bị chết bởi hai quả lựu đạn trái khế ném xuống hầm của lính Mỹ? Là nhờ đạo hạnh đức độ của hai cố đại lão hòa thượng cùng của quý ôn quý thầy quá lớn. Người xưa có nói đức trọng quỷ thần kinh, nghĩa là một người khi có tu học, có giới đức
và năng lực thâm hậu, thì các loài quỷ thần cho đến ác ma đều phải kiêng nể kính sợ. Tôi cũng tin tưởng mãnh liệt ở sự gia ân che chở của Bồ Tát Quán Thế Âm. Tôi có can đảm để bốc hai quả lựu đạn và leo lên miệng hầm để lính Mỹ kê súng vào đầu là nhờ tôi tin tưởng mẹ hiền Quán Âm có mặt trong tôi, nên tôi nghĩ là súng đạn không làm chi được tôi. Thứ đến tiếng niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát vang lên từ dưới hầm của Quý Ôn Quý Thầy là một phép lạ, là một động lực quý báu để hóa giải cơn tai biến ngay trong giờ phút hiện tại. Nếu không như vậy, chúng tôi đã cùng nhau ra đi trong một cộng nghiệp và có thể chuyển động đến cả trời đất. Nhờ đức trọng phước lớn nên vượt khỏi tai ương, nhờ Quán Âm thường niệm muôn khổ đều tiêu tan. Hàng ngày nhớ niệm Quán Âm để lòng yên ổn năng linh diệu kỳ. Quán Âm Bồ Tát từ bi, nếu ai tin niệm đến đi an lành. Quán Âm hóa thân. Cuối năm 1977, chúng tôi mua được ngôi nhà thờ Tin Lành ở góc đường Market và đường Duesbos gần trung tâm thành phố San Francisco để lập chùa Từ Quang. Vì ngôi nhà thờ quá cũ nên chúng tôi phải tu trang gần cả năm mới sinh hoạt được. Chùa Từ Quang được xem là ngôi chùa Việt Nam đầu tiên được thành hình tại miền Bắc California, Hoa Kỳ. Cơ sở được san nhượng này trị giá 96.000 Mỹ Kim, giá tiền gần cả 100.000 Mỹ Kim lúc cơ hàng và lúc tôi còn là một sinh viên đại học, quả tình rất là nặng. Tôi vừa phải đi học, vừa phải đi làm để đủ tiền trả các chi phí điện nước, tiền lời và tiền vốn mượn 70.000 Mỹ Kim của ngân hàng. Có khi tôi quá mệt vì không đủ thì giờ để ngủ và nghỉ ngơi. Các Phật tử người Việt trong vùng ấy chỉ có vài chục gia đình và hầu như chưa có ai ổn định chỗ ở, chưa có công ăn việc làm. Vì vậy, việc lập chùa để hoằng đạo lúc này là một gánh nặng sơn hà cho tôi và bá tánh. Hai vai gánh nặng sơn hà, cái ăn cái mặc của nhà chưa yên, học hành thi cử liên miên, lại thêm phải kiếm đồng tiền giúp dân. Nội dung các thơ từ các trại tị nạn thật là lâm ly, đầy tâm sự bi đát. Có nhiều người như tuyệt vọng về phía tương lai. Lương tâm không cho phép và không thể làm ngơ trước tình cảnh đó, nên tôi phải bỏ dở việc học để dấn thân vào công tác cứu trợ và bảo trợ người tị nạn. Công tác này đòi hỏi phải có nhiều người, có tài chánh, giàu kinh nghiệm mới làm nổi. Song rất tiếc là tại chùa Từ Quang, vùng San Francisco lúc bấy giờ không có cả ba điều kiện đó. Tôi một mình làm việc, lo giúp đồng bào Việt Nam trong các trại một cách đơn độc, nghèo nàn và vụng về đủ thứ. Ban đêm thay vì ngủ tụng kinh ngồi thiền, đi học thêm tiếng Mỹ, tôi phải đi lau nhà tắm, chùi cầu tiêu trong các trường trung học từ 9 giờ đêm đến 2-3 giờ sáng để có thêm chút tiền lo việc cứu tế bà con vượt biên và thầy tổ bên quê nhà. Mỗi khi nhức đầu quá vì mệt và thiếu ngủ, tôi ngồi xuống trên sàn nhà 5-3 phút để nghỉ ngơi. Có một lần, rồi hai lần, rồi ba lần, tôi đã ngủ thiếp với tư thế ngồi thiền trong khi đang làm bổn phận quét dọn ở trong một trường nữ trung học tư thục trên đường Fulton. Nên tôi bị ông quản lý cho nghỉ việc sau hai lần cảnh cáo. Tôi rất buồn và rất ân hận, song chuyện đã trễ. Lương làm cu li của tôi lúc này chỉ có hơn 400 Mỹ Kim mỗi tháng. Làm việc bán thời với số tiền ấy tính đi tính lại lãnh được 4 đồng 30 xu một giờ, chưa trừ thuế lợi tức. Thế nhưng một khi mất việc, đi tìm lại việc làm khác thì rất là khó đối với một người không có chuyên nghiệp như tôi. Tôi tự nhủ lòng, mất việc cũng là điều hay, mình có thêm thì giờ để ngồi thiền, tụng kinh lễ Phật và ngủ cho thoải mái. Sự việc này tôi có ghi lại trong nhật ký mấy câu thơ trào phúng thất ngôn. Giá mình sinh vào cõi chư thiên, cóc cần lo lắng phải kiếm tiền, khề khà tiên tửu voi với ngựa, xe chạy đường xa chiếu tướng liền. Giá như mình ôm lòng ích kỷ, khép đi rồi lượng rộng từ bi, nhắm hai mắt làm như câm điếc, giọt lệ nào đọng lại bờ mi. Cái khổ tâm và khó khăn nhất của chúng tôi trong lúc này là việc đi thuê nhà ở cho các gia đình bà con mới đến. Trong chùa, từ trên gác đến chánh điện xuống tầng trệt nhà bếp,
chỗ nào cũng chất đầy người lớn, con nít, đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ. Tuần nào chúng tôi cũng đón thêm người mới về, mà nhà thì không thuê được, nên lượng người ứ động càng ứ động thêm. Lý do không thể thuê nhà để phân bà con tị nạn mới đến ra khỏi chùa, vì gia đình nào con nít cũng đông, và người đứng ra thuê nhà như tôi thì không có lương cao, không có công việc làm bảo đảm, nên chủ nhà không muốn bị chúng tôi quỵt nợ, không trả nổi tiền thuê nhà hàng tháng. Túng thế, tôi lại phải đi diện cầu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát giải quyết những khó khăn trước mắt là chuyện đi thuê nhà. Tôi tổ chức làm lễ khai kinh, phổ môn, hướng dẫn bà con tụng niệm cầu nguyện và hồi hướng việc đi thuê nhà. Giải quyết số lượng người đang tạm trú quá đông tại chùa là một công trình cam go đối với chúng tôi lúc này. Sau hơn một tuần lễ tụng kinh phổ môn và niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi ngày hai buổi sớm tối, tha thiết và chí thành, chúng tôi được sự trợ niệm gia ân của Bồ Tát qua hình ảnh một cô gái người Mỹ da trắng. Một buổi sáng sau khi chúng tôi ăn điểm tâm bằng mì gói, có cô tên là Marian, dáng người mảnh mai, trạc 25 tuổi, đến gõ cửa tìm tôi và gặng hỏi về Phật Pháp, cách tu tập thiền quán. Tôi rất vui và hết lòng chia sẻ kinh nghiệm. Sau hơn một tiếng đồng hồ trao đổi đời sống tâm linh, xuyên qua tình cảnh đồng bào Việt Nam tị nạn, cô Marian bảo: "Thưa Thầy, theo tôi đó là một biến cố khá đau thương, nhưng rất thuận lợi cho việc tiến thân, thay đổi nếp sống tốt đẹp hơn cho đồng bào Việt Nam, cho quê hương vốn có nhiều tai biến, nghiệp nạn của Thầy." Thế rồi cô Marian đã thân hành đi thuê nhà cho chúng tôi. Cô nói là cha mẹ của cô có hãng điện tử rất lớn ở nhiều tiểu bang, hầu như các gia đình có kiến thức đều biết ảnh hưởng lớn của gia đình cô. Cô Marian tới ngay một công ty chuyên cho mướn nhà ở số 1072 đường Market, và cô với tư cách như là chỉ thị cho nhân viên ở văn phòng thuê, lo nhà cửa, chỗ ăn, chỗ ở cho tất cả các gia đình định cư Việt Nam đang tạm trú ở chùa rất chu đáo. Cô vui vẻ nói: "Tháng đầu, tháng thứ hai và tháng thứ ba, quý vị không phải trả tiền thuê nhà. Qua tháng thứ tư, quý vị bắt đầu trả tiền nhà và trả giá rất rẻ cho công ty." Mọi việc xảy ra quả tình là đúng như lời cô Marian đã nói. Nhưng rất lạ lùng là sau khi mọi việc ổn định thì chúng tôi không tìm ra địa chỉ, hình ảnh, dấu vết của cô Marian đâu nữa. Hỏi nhân viên văn phòng cho thuê nhà thì họ bảo là tiền nhà 3 tháng của quý vị, cô Marian đã trả đủ rồi. Quá thân thị hiện Đức Quán Âm, lắng nghe tiếng kêu liền đến tìm, cứu khổ ban vui làm hạnh phúc, bản hoài linh cảm đấng từ tâm. Bỏ ác làm lành chớ buông lung, tánh thiện trong ta Phật vốn đồng, tập thở tập cười thôi hờn giận, từ bi hỷ xả một nguyện chung. Marian người Tây phương da trắng, đôi mắt hiền sáng dậy tinh anh, một lần đến rồi không tung tích, lễ kính thành tri tạ ngàn năm. Cảm niệm và cảm xúc vô tận về hình ảnh cô Marian một lần đến rồi không tung tích, tôi có ghi trong nhật ký bài nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm: "Ai ơi làm được thân người, mở thêm lượng rộng tình thương giúp đời, khách trần xuôi ngược đầy vơi, Quán Âm cứu khổ dưới trời trầm luân, ngưỡng cầu từ mẫu gội nhuần, cành dương nước tịnh tâm xuân hoa đầy. Thế gian dù chỉ một ngày, không quân giới định thân này thân sau, trôi lăn sáu nẻo luân hồi, khổ đau dằn vặt đứng ngồi không yên, địa ngục ngạ quỷ nối liền, bàn sanh muôn thú giao bầm phân thay. Hận sầu quá nghiệp đắng cay, dai dai trả trả biết ngày nào xong. Nay nhờ phép Phật nhiệm màu, chuyển mê khai ngộ mở bài thiện tâm. Nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm, độ con vượt thoát lỗi lầm mê say, giúp con thấy rõ đường về, dung bồi hạnh đức Bồ Đề gieo nhân. Quán Âm vô lượng hóa thân, ban vui cứu khổ diệu thâm khó lường.
Con nguyện mở rộng tình thương, đạo tràng dựng khắp xiển dương hạnh từ. Con nguyện dốc hết tâm tư, tăng ni nuôi dưỡng hoằng dương đạo màu. Dù cho khốn khó đến đâu, dù cho gian khổ giải dầu nắng mưa, đức lành con nguyện kế thừa, pháp lành con nguyện một lòng tuyên dương. Thân này con nguyện cúng dường, có bao lợi ích chia đều muôn sinh. Thoát tai nạn trên freeway. Cứ cách vài hôm tôi phải nghỉ học để đi đón các gia đình Việt Nam từ các trại tị nạn đến phi trường San Francisco. Phái đoàn đi rước bà con Phật chúng tôi thường chỉ có một người, đó là thầy Tịnh Từ, thầy trụ trì chùa Từ Quang. Lái xe cũng tôi, chào mừng bà con cũng tôi, rước bà con về cũng tôi, đưa người đi chợ cũng tôi, đi thuê nhà ở cũng tôi. Ôi nhiều cái tôi quá. Trong khi đó tôi muốn ném nó xuống để cho nỗi đời nhẹ nhõm, song không dễ dàng, không dễ dàng chút nào. Gia tài của tôi có các xe hiệu Pinto cũ và rất cũ. Tôi mua 700 Mỹ Kim từ gian hàng của một ông chủ người Ấn. Khi làm giấy tờ đem xe về tôi mừng hết cỡ, vì lần đầu tôi có chiếc xe Hoa Kỳ trong tay từ khi sống trong xã hội giàu có cho đến nay đã gần 3 năm qua. Mấy đứa bạn Mỹ rành mua xe, sau khi quan sát cái xe mới của tôi, đứa nào cũng định giá cái xe đầu lòng của đời tôi chỉ có từ 300 đến 350 Mỹ Kim mà thôi. Tuy vậy tôi chả cần tiếc rẻ, cái gì đã thuộc về của mình rồi thì cũng đều là quý, luôn luôn xem trọng và cung kính nó. Mỗi ngày tôi lau rửa cái xe đến 2 lần, trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Tôi có cảm tưởng nó như một người tình hơn là một người bạn tốt. Tôi đã thảo luận và mời nó cộng sự với tôi trong nhiều sinh hoạt của buổi hàm di. Đi học cũng nó, đi làm cũng nó, đi chở tượng Phật, chuông trống và các vật dụng thờ phượng trong chánh điện chùa Từ Quang cũng đều là công trình của nó. Thậm chí đi rước đồng bào tị nạn từ phi trường về chùa, rồi đi tìm nhà để thuê, đi phố ngắm cảnh đều nhờ nó tất cả. Tôi thương và quý chiếc xe Pinto này lắm, vì nó tích cực làm việc với tôi đã trên 1 năm. Và chưa lần nào nó đau nặng, nó chỉ sổ mũi hoặc cảm mạo sơ sài rồi lành ngay. Đặc biệt là Pito đã 2 lần ngộ nạn trên freeway mà không bị thương tích hề hấn gì, cả người lẫn xe. Có thể nói Pito đã trở thành một di sản có linh tính và một hộ pháp đắc lực của tôi. À, tôi còn nhớ rất rõ là lúc mới đem Pito về chùa, tôi có làm lễ rửa mình cho nó đến 7 biến chú đại bi và rải nước cam lồ trên toàn thân thể nó. Tôi còn cẩn thận treo lên cổ Pinto một bức hình Đức Quán Thế Âm nhỏ bọc nhựa nữa. Và đây là sự kiện nhiệm màu linh hiểm. Hôm đó là chiều thứ Năm, gần cuối tháng 12 năm 1977, mùa lễ Chúa Giáng sinh. Trời dùng cựu Kim Sơn rất buồn, mưa tầm tã và sương mù dày đặc. Chế đến 2 tô mì gói thay thế bữa cơm trưa xong, tôi mời Pinto tới phi trường rước gia đình ông bà Lưu Văn Vĩnh, gồm có 6 người, 2 vợ chồng và 4 đứa con từ 12 đến 19 tuổi, 2 trai và 2 gái. Khả năng của Pinto chỉ chở được 4 người, thế mà tôi đã chở 7 mạng. May là vật dụng đồ đạc của gia đình này rất ít, mỗi người chỉ có 1 cái xách tay nhẹ. Dù vậy, khi 7 người lên xe, Pinto than thở ì ạch và chạy hết muốn nổi. Tôi phải năn nỉ Pinto ráng chạy, và tôi lên tiếng yêu cầu tất cả các người trên xe cùng tôi niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát để hộ niệm cho Pinto có thể lết về đến chùa. Dĩ nhiên chúng tôi chạy khá chậm trên freeway, mà Pinto di chuyển chỉ 50 cây số một giờ và không thể đi nhanh hơn nữa. Khi chúng tôi gần vào thành phố San Francisco, sắp rẽ vào exit đường Mission và Venice,
thì gặp một đoàn xe vài chục chiếc phía trước đang dừng lại bởi một tai nạn lưu thông bất ngờ. Nhưng vì sương mù dày đặc nên tôi không thấy rõ các xe đang kẹt và ngừng ở phía trước. Khi nhận ra là chiếc Pinto của chúng tôi sắp nhào tới hút vào các xe phía trước, chân tôi tự động đạp ngay thắng xe cái rộp nhanh như chớp, khiến Pinto quay tròn trên freeway đến hai vòng, lật bốn bánh xe lên trời và rồi trả về vị trí cũ như lúc xe đang chạy trên đường lộ. Cũng may là trong giây phút chiếc xe Pinto làm trò xiệt, không có chiếc xe nào khác ở phía sau đâm tới. Nhờ vậy mà tất cả bảy mạng chúng tôi trong xe và Pinto được an toàn, không một ai bị thương tích nặng. Cảnh sát công lộ và nhân viên cứu thương nghĩ là tất cả chúng tôi đều là các diễn viên tài ba của gánh xiệc quốc tế, nên vừa kinh ngạc vừa trầm trồ thán phục và vừa chúc lành khi thấy bảy mạng chúng tôi lần lượt xuất hiện trình diện từ trong chiếc Pinto nhỏ thó. Vì vậy tất cả chúng tôi đều được xe cứu thương đưa vào bệnh viện để khám nghiệm các chấn thương bên trong. Chúng tôi phải ở lại trong bệnh viện suốt một đêm và một ngày. Sau đó các bác sĩ tuyên bố là sức khỏe chúng tôi ok và cho xuất viện. Sau hơn một tháng tôi mới tỉnh táo để lái xe trở lại được và vẫn tiếp tục cùng Pinto đi phi trường đón bà con từ các tàu tị nạn đến Hoa Kỳ. Sau tai nạn thập tử nhất sanh này, cả gia đình ông bà Chỉnh rất tin tưởng sự linh nghiệm cứu khổ cứu nạn của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Bà Chỉnh nói với tôi rằng nhờ thầy dạy chúng tôi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngay từ lúc vừa bước chân lên xe nên mới thoát được tai nạn hiểm nghèo. Sau tai nạn ấy, cả nhà chúng tôi được thầy khuyến khích thỉnh tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát về thờ. Ông nhà tôi hết sức nghe theo lời thầy và làm ngay. Trước đó, mỗi khi ai nói tới việc thờ Phật, lễ Phật, niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì ông chồng tôi cho là mê tín và nói đó là việc của mấy mụ đàn bà yếu đuối, dễ vui. Bây giờ ông nhà tôi thay đổi hẳn tính tình và không còn nói bậy, nói kiểu bôi bát nữa. Tôi và nhà tôi nghe lời thầy phát nguyện ăn chay tịnh. Hai vợ chồng chúng tôi không còn mơ tưởng và thèm khát cá thịt nữa. Các cháu cũng tham gia ăn chay với chúng tôi một tuần hai lần. Cũng nhờ nghe lời thầy mà cả hai vợ chồng chúng tôi ngồi thiền 15 phút, tụng chú Đại Bi và đọc kinh Phổ Môn vào mỗi buổi sáng. Buổi tối chúng tôi đọc kinh A Di Đà và niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát trước khi đi ngủ. Nhờ sự tin tưởng Tam Bảo và thực hành việc ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật đều đặn mỗi ngày mà tinh thần của chúng tôi rất thoải mái, an ổn. Bốn đứa con chúng tôi đều rất chăm học và hiếu thuận. Thưa Thầy, bây giờ chúng tôi mới rõ là khi gặp hoạn nạn thì người ta mới phát tâm tu tỉnh tha thiết. Và bây giờ cả nhà chúng tôi đều đặn nhau là lúc không gặp nạn cũng nên cố gắng ăn chay, niệm Phật, ngồi thiền, làm lành, lánh ác. Thưa Thầy, bây giờ gia đình chúng tôi biết tu tập theo lời Thầy dạy nên cả nhà ai nấy đều rất vui và có nhiều hạnh phúc. Để lưu lại sự tích có vẻ như chuyện phim nhưng rất thực này, tôi có viết mấy dần thơ lục bát để tặng cả nhà ông bà Dĩnh làm quà tinh thần và welcome họ to America. Mỗi khi gặp phải tai ương, sợ lo nghĩ đến vô thường rối tâm, chí thành lễ niệm Quán Âm, giữ gìn trai giới lỗi lầm tránh xa. Phúc lành ấm dậy một nhà, ngày đêm tưởng tới Phật Bà Quán Âm. Nam mô cứu khổ tai nạn, mắt thương bảo hộ tai ngàn chở che. Quán Âm Bồ Tát lắng nghe, hóa thân vô lượng tùy duyên độ đời. Dù cho sóng gió trùng khơi, mẹ hiền linh hiển chẳng rời từ tâm. Nhiệm màu vô lượng thậm thâm, thường nên kính lễ Quán Âm mẹ hiền. Khổ đau nhiều có bao nhiêu, cũng đều dứt sạch bấy nhiêu ách nàng. Chúc lành đến Mỹ bình an, sống vui tỉnh thức thanh nhàn thảnh thơi. Mời quý vị nghe câu chuyện tâm linh báo oán theo lời thuật của Ni Sư Thích Nữ Trí Hải. Vào khoảng năm 1978,
chùa chúng tôi xảy ra một biến cố làm cho tất cả mọi người có thêm kinh nghiệm về việc tái sinh và nghiệp báo. Nếu biến cố này xảy ra trước năm 1975 thì chắc những tờ nhật báo tha hồ khai thác để làm tiền thiên hạ và chùa chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng không ít vì cảnh dập dìu tài tử giai nhân đua nhau tới chùa tìm hiểu sự vụ, hòng kiểm chứng những lời tường thuật của báo chí. Nhưng nhờ sự cố đã xảy ra vào một thời rất căng cho các chùa chiền. Thêm nữa, chùa chúng tôi ở nơi thật hẻo lánh trên núi thì ai biết được sự cố hy hữu đã xảy đến. Đương sự hiện nay là một Nico đã ngoài 30, tốt nghiệp đại học và đang ở Sài Gòn để theo cao học. Một hôm, về thăm chốn tổ chùa Trúc Lâm nằm trên đường đi Lăng Khải Định, chúng tôi gặp nhau và nhân lúc cao hứng, cô đã kể chuyện của cô cho tôi nghe. Tâm Tưởng là pháp danh của cô bé lúc mới vào chùa. Trước kia, vào khoảng năm 1978, là một nữ sinh viên Đại học Sư phạm Huế sắp ra trường. Cả gia đình cô không ai biết đạo Phật là gì cả. Cô đang lưu trú trong cư xá của đại học vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm, cô về thăm nhà, ở lại trong căn phòng nhỏ, thức đêm ôn bài cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Giữa khuya, thình lình có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng. Cô thét lên, đánh thức cả nhà. Cha cô đang ngủ nhổm dậy, cầm cây then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức đập nó chết. Không lâu sau đó, ông tự nhiên bỏ ăn bỏ uống, nằm dài suốt ngày này qua tháng khác, thân hình mỗi lúc mỗi tiều tụy. Chở đi bệnh viện thì bác sĩ không khám phá ra được bệnh gì, đành về nhà nằm tiếp. Cô gái trở lại đại học xá, đang học thì bỗng được tin cha chết. Cô chạy như bay về nhà, vào giữa trưa đứng bóng. Cô chạy ngay giữa đường xe hơi, nhưng kỳ lạ thay, không bị chướng ngại gì suốt cả quãng đường 20 cây số. Người cha đã được khâm liệm, bỏ vào quan tài, khăn kín mít, chỉ chờ cô về để đưa ma vì phải làm theo giờ giấc mà mấy ông thầy quay lịch số đã định. Cô gái hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra và đâm bổ đặt quan tài cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt lấy tất cả dây nịt quan tài, mở tung nắp hòm, moi vứt mọi vật dụng tẩm liệm rườm rà phủ lên xác chết. Cho đến khi lộ gương mặt thấy ma, rồi cô dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt ấy cho rách nát xong, chạy ra giữa đường cười ha hả lên. Ta đã trả được mối thù, ta đã trả được cả hai mối thù. Mọi người quá bất ngờ không kịp phản ứng vì cứ ngỡ cô gái thương cha muốn tới gần quan tài để khóc lóc cho hả. Đến khi cô làm mọi sự nói trên một cách chớp nhoáng, họ không kịp trở tay. Vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh phi thường của cô gái đang bị quỷ nhập. Nhiều người đàn ông lực lưỡng xông vào can ngăn nhưng đều bị gạt té nhào. Sau đó, hồn ma ứng vào miệng cô để đọc lên một bài thơ dài. Theo đó, người ta được biết câu chuyện đại khái như sau. Nguyên kiếp trước, cô là một người đàn ông có vợ. Người đàn ông này ngoại tình và lại còn về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận nên đã tái sinh làm con rắn. Còn người đàn ông có lẽ là do nghiệp ngoại tình tái sinh làm cô gái trong thời hiện tại. Thảo nào gương mặt cô bé do ấn tượng tiền kiếp vừa qua không mang vẻ nữ tính cho lắm. Con rắn bò vào nhà toan mổ cô gái để trả mối thù xưa thì lại bị cha cô đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị phụ tình kiếp trước, tức của con rắn bị giết kiếp này, đã nhập vào cô con gái, bắt cô phải cào nát mặt cha cô. Khi tỉnh dậy,
nghe thuật lại những gì mình đã làm, cô gái vô cùng đau khổ. Gia đình cô cũng từ đấy càng ngày càng sa sút. Hồn ma báo oán không những nhập vào cô gái, làm cô khi tỉnh khi say, mà còn khiến tất cả các thành viên trong gia đình cũng trở nên dở dở ương ương từ ngày cha cô chết. Đôi khi vào những ngày thất thất trai tuần của người cha, vị thầy đang tụng kinh phải rỡn ốc vì tiếng cười trùng rợn của tất cả mọi người trong gia đình đang quỳ sau lưng. Cô gái bỏ học, về nhà thức suốt ba đêm thắp hương giữa trời, cầu khẩn vị nào có phép thần thông. Cô chưa hề biết Phật, xin hãy giải mối oan khiên, nghiệp chướng cho cô. Lời cầu nguyện của cô đã cảm đến một vị thiền sư trong cõi vô sắc. Vị ấy nhập vào xác cô gái, bắt người anh phải đưa cô lên chùa Trúc Lâm xin hòa thượng thế pháp quy y. Trong nhà không ai biết chùa hòa thượng, nhưng cô gái cương quyết bảo người anh cứ theo cô là được. Nói xong, cô gái lôi người anh chạy như bay giữa đường trường gần 20 cây số lên tới chùa Trúc Lâm. Tới nơi, trong khi người anh sụp lại hòa thượng trụ trì như tế sao, xin hòa thượng cứu cho em gái, thì cô gái cứ đứng sừng sững ngang nhiên nhìn hòa thượng mà mỉm cười. Hòa thượng quắt mắt nhìn cô gái quát lên, quỳ xuống. Hồn ma trong xác cô vẫn không quy phục, cứ nhìn chằm chằm vào hòa thượng mà cười ngạo nghễ. Khi hòa thượng rút con roi bằng gỗ sâu sắp dán lên người cô gái và quát lần thứ hai, quỳ xuống, thì cô gái mới từ từ quỳ xuống, nhưng vẫn nhìn hòa thượng mà mỉm cười nói, vì muốn độ cho nữ này mà tôi phải quỳ trước sư đệ. Theo những gì xác cô gái nói, thì đấy là một thiền sư đã viên tịch 200 năm, hiện trú cõi vô sắc, vì cảm lời cầu khẩn của cô gái muốn giúp cô ta đi tu để giải thoát oan nghiệp nhiều đời giữa cô và con rắn. Theo vị thiền sư thì giữa đôi bên đã có oan nghiệp từ 500 năm chứ không phải mới đời trước và đời này. Thiền sư yêu cầu hòa thượng độ cho cô gái xuất gia. Hòa thượng bèn gửi cô gái qua chùa Ni bên cạnh cho sư trưởng tôi dạy bảo. Khi tỉnh, cô gái sinh hoạt rất bình thường và tuyệt nhiên không nhớ được điều gì đã xảy ra trong khi bị thiền sư mượn xác cô để nói chuyện với hòa thượng. Cũng do áp lực vô hình của vị thiền sư, cô lên trường đại học sư phạm, nhiều lần xin nghỉ học để xuất gia, nhưng nhà trường không chấp thuận. Cuối cùng, một chuyện kỳ lạ xảy đến, làm cho bạn bè và nhà trường phải chấp thuận cho cô nghỉ học vì lý do bệnh thần kinh. Mỗi lần bước vào cổng trường, là cô tự nhiên bị câm, không thể nói một tiếng nào cho đến khi ra khỏi cổng. Nhiều lần như vậy, trước sự chứng kiến của những nhân viên trong trường nên họ phải làm chứng cho cô được nghỉ học vì bệnh điên. Trở về chùa, cô giá hành điệu như tất cả người tập sự xuất gia khác. Nhưng thỉnh thoảng cô lại bị oan hồn con rắn mà cũng là bạn đời trong kiếp trước nhập vào xác để quấy nhiễu, trách móc về những chuyện không lo tu hành, có tư tưởng xấu, muốn bỏ về nhà. Mỗi lần như vậy, xác cô gái lại bị một trận đòn nhừ tử của sư trưởng tôi. Hôm sau, khi bị đòn, cô gái khóc lóc đến quỳ trước sư trưởng mà bạch. Bạch sư trưởng đánh con oan ức lắm. Y có ý nghĩ thối lui về nhà, không muốn tu nên con mới phá y. Con chỉ muốn cho y tu hành để giải oan nghiệp giữa con và y mà thôi. Sư trưởng tôi bảo hồn ma, bây giờ ta quy y cho ngươi, hãy theo Phật, đừng theo nó nữa, ngươi chịu không? Dạ dạ, thế thì tốt lắm, bạch sư trưởng.
hồn ma có vẻ mừng rỡ, mượn xác cô gái để bày tỏ sự cảm ơn. Xin sư trưởng quy y cho con luôn. Sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy y cho cả cô gái lẫn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được pháp danh Tâm Tính, còn cô gái pháp danh là Tâm Tưởng. Từ đấy cô gái được yên ổn tu hành, không bị quấy nhiễu. Bẵng đi một dạo khá lâu, bỗng một đêm kia sau giờ chỉ tịnh, tức là khoảng 9 giờ tối, giờ mà tất cả tu sĩ trong chùa đều leo lên bồ đoàn để tọa thiền Phật trước khi nằm xuống ngủ, cô gái sòng sọc chạy vào liêu của sư trưởng trong khi người đang nhập thiền. Người quát hỏi: "Ai đó? Tâm Tính hay Tâm Tưởng?" Cô gái trả lời ngay: "Dạ con, Tâm Tính." Cô bé thị giả đang hầu quạt cho sư trưởng. Lúc đó vào mùa an cư, khí trời khá nóng nực, nghe mà ớn lạnh toàn thân, cả mình rỡn ốc. Sư trưởng bình tĩnh dạy: "Ta bảo ngươi hãy để yên cho nó tu, sao cứ theo nó hoài? Ngươi còn muốn theo nó tới bao giờ nữa? Có phải như vậy là cả người lẫn nó cùng khổ cả không?" Hồn ma tỏ lộ sự vui vẻ, nói qua xác cô gái: "Dạ, bạch sư trưởng, con không theo nó nữa. Con nên cho hai thỉ muốn đến để báo cho sư trưởng một tin mừng là con đã tìm được chốn đầu thai. Xin cảm tạ sư trưởng." Nói xong, cô gái chạy về chỗ ở dành cho chúng điệu, và từ đấy hồn ma không bao giờ trở lại. Nghe xong câu chuyện Nico kể, khi kể lại chuyện này thì cô gái đã là một tỳ kheo ni trong đạo. Tôi cũng cố được vài kinh nghiệm bổ ích cho việc tu hành. Trước hết là tính cách giả dối tạm thời của giới tính như nam hoặc nữ, và của sinh vật như người hay súc sinh. Khi bị vô minh làm mờ ám thì người nam si mê người nữ và ngược lại, mà không ý thức được rằng hai yếu tố nam nữ không có gì là chắc thực cố định. Mỗi người qua quá trình luân chuyển, ai cũng đã vô số lần khi mang thân người nam, khi khoác lốt người nữ. Cho nên hai thứ mặc cảm tự tôn khi mang thân nam nhi và tự ti khi khoác thân hình hài nữ nhân đều vô lối. Lại nữa, bản chất của mỗi người đều có đủ cả hai yếu tố nam nữ, không ai thiếu ai. Chính cái cảm giác thiếu thốn tưởng tượng ấy đã đẻ ra vô số vấn đề xã hội và tâm lý. Thứ hai, chẳng những nam nữ là huyễn hóa mà người và súc sinh cũng thay nhau như bẩn. Ta không thể quyết chắc mình sẽ được mãi mãi làm người. Nếu vô tình nổi một niệm sân si trước khi chết là ta có thể thác sinh làm rắn. Tỷ như người đàn bà bị phụ tình đời trước, vì chết trong cơn tức tối mà đã tái sinh làm thân rắn trong đời này, bất kể oan hay ưng. Vậy thì điều cốt yếu là đừng nên thù hiềm bất cứ ai, vì sẽ rất nguy hiểm cho chính bản thân mình. Nên trong kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy: nếu ai cắt xẻ thân thể người ra từng mảnh từng đoạn, cũng đừng vì thế mà ôm lòng giận dữ. Lạy Phật, mong sao cho tất cả mọi người ý thức được hạnh phúc hiếm có mình đang hưởng là được tái sinh làm thân người để lo tu học theo chánh pháp, không bỏ lỡ dịp may hiếm có này. Câu chuyện chúng tôi chia sẻ đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.